mời cả nhà ăn mì buổi chiều cùng em với cô Nam nha. À, buổi chiều hay cậu cháu ăn quá là tuyệt vời luôn. Mình là
tạt nước đá rồi mình xong công việc nha các nhà. Đây anh kia thật muối cá phân nha, tiện lắm mới tiện được anh muối cá phân chuyên nghiệp này về nha. Cá phân là ta gọi một cá cuốn cá sừng đó nha các nhà. Xưa anh đi muối cá ở bên Mỹ anh mới về á, Mỹ Tho nha. Nè anh này nè, anh nói tiếng Việt được không? Anh nói tiếng Việt cũng được nha. Cái điều phải khó nói mà phải khó đó mà. Đây vừa ít một trứng xíu nữa ăn mì cả nhà. Trời mưa gió là biến ăn cơm quá. Ngoại xài đồ kỹ vậy trời. Tại ngoại có cái nón này ổng chữ lắm rồi đó chứ. Khô cá mối nha cả nhà. Mối gần như là cà chua. Trứng hay bị phép đặt kẹo luôn nè.
mình trên quyết chiến với cô Nam luôn nha cả nhà. Quyết chiến 1-1 hai. Chưa rồi ba. Nha. Trời ơi, rửa đây. Còn lẽ mày, tao rửa cho mày. Đúng vậy, em định. Trời ơi, trời. Con cháu mà không lẽ mày không rửa tao được. No. Con cháu gì, con rửa cho con, rửa đi cho con nào. Rồi, rồi, rửa đi bây, mày nhỏ. Xin đa tạ. Không rồi. Không rồi. Thôi vậy, cơm chén đi rửa rồi. Chơi chiến tùm tua nữa rồi. Theo quy luật giang hồ mình phải rửa thôi. Còn cái đầu mình ăn cái luôn phải không? Mấy trăm ngàn giờ thì không biết bao nhiêu. Cái này mình hấp cho nó mềm rồi mình ăn cũng được. Giờ cái mua người không hầm này, hầm ra cho nó mềm xào sơ ớt rồi ăn cũng được. Mấy con cá to không, đây con cá hường nè. Kết không biết nữa. Chắc cỡ hồi sáng quá. Cỡ hồi trưa. Trên đây coi thế nào. À đây có con cá nóc nè. Cá nóc. Nóc này gọi là cá nóc dừa nha. À, ăn cái thịt nó cũng rất ngon. Nó có cái bộ răng rất là bén luôn. Thử rồi nó cắn cái đuôi cá nó được nè. Nè cái đuôi còn nguyên được cái gì nè. Test đi răng. Chứ còn cắn được là đứt cái đuôi. Cắn hết nổi rồi. Yếu rồi. Mực rất tươi nha. Mực thước này giờ bán ký con 190 nè. Tuột giá nè. Hôm bữa rồi 201. Chiều mới bán có 190 thôi nha. Này con cá ảo rất tươi luôn nè. Cái này chiều bán ký cũng được 50.000 á. Rất tươi.
này cũng khá là nhiều ha, vàng tươi xanh luôn. Kích cá sô à, rất ít luôn nha cả nhà, 3, 7, 11, 14, 15 kích cá. Hả? Sao? Lâu đếm lộn 3, 3, 4, 12, 2, 6, 18 đếm lộn hay ai? Đếm có 10, 15 kích à? Trên biển con cá sông thọt vô nè, phèn đỏ nè, này phèn đỏ con cá quá to luôn nè, cá mối với cá nhộng mà muối solo với nhau chung vậy nè, không có phân loại ra riêng. Cục cá làm 1 tiếng đồng hồ